Tết Đoan Ngọ hay còn được gọi là Tết Đoan Dương được tổ chức vào giờ Ngọ, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm. Năm nay, dịp Tết đặc biệt này vào ngày 22 tháng 6 dương lịch. Hãy cùng OneSpace tìm về chuyện xưa tích cũ với sự tích Tết Đoan Ngọ nhé! Tết Đoan Ngọ là một ngày Tết truyền thống tại một số quốc gia Đông Á như Việt Nam, Triều Tiên, Đài Loan, Nhật Bản và Trung Quốc. Nguồn gốc tên của ngày Tết này được giải nghĩa từ hai chữ Đoan và Ngọ. Đoan có nghĩa là mở đầu, Ngọ là khoảng thời gian từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Đoan Ngọ tức là lúc mặt trời bắt đầu ngắn nhất, ở gần trời đất nhất và ăn Tết Đoan Ngọ là ăn vào buổi trưa. Ở Việt Nam, Tết Đoan Ngọ còn được gọi với cái tên khá là dân dã, đó chính là Tết giết sâu bọ. Hiểu đơn giản, đây chính là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài sâu bệnh gây hại cho cây trồng. Ngoài ra, Tết Đoan Ngọ còn được biết đến thông qua sự tích của ông cha ta. Theo truyền thuyết kể lại, một ngày sau khi thu hoạch, nông dân ăn mừng vì trúng mùa, nhưng sâu bọ năm ấy lại kéo dài, ăn mất cây trái, thực phẩm đã thu hoạch. Mọi người đau đầu không biết làm cách nào để có thể giải được nạn sâu bọ này. Bỗng nhiên, có một ông lão từ xa đi tới, tự xưng là Đô Chuân. Ông chỉ cho dân chúng mỗi nhà lập một đàn cúng, đơn giản, gồm có bánh cho, trái cây, sau đó ra trước nhà mình vận động thể dục. Nhân dân làm theo thì chỉ một lúc sau, sâu bọ đàn lũi té ngã rã rượi. Lão ông còn bảo thêm, sâu bọ hàng năm vào ngày này rất hung hăng, mỗi năm vào đúng ngày này, cứ làm theo những gì ta đã dặn thì sẽ trị được chúng. Dân chúng biết ơn định cảm tạ thì ông lão đã đi đâu mất. Để tưởng nhớ việc này, dân chúng đặt cho ngày này là ngày Tết giết sâu bọ, có người gọi nó là Tết Đoan Ngọ vì giờ cúng thường vào giữa giờ Ngọ. Theo truyền thống vào ngày này, người Việt thường làm mâm cỗ cúng để thể hiện lòng thành dâng lên tổ tiên, thần linh, cầu nguyện một mùa bàng bội thu, không bị sâu bệnh phá hoại và cầu mong sức khỏe. Tùy theo từng vùng miền và điều kiện gia đình mà có sự chuẩn bị mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ khác nhau, tuy nhiên phải đảm bảo đủ các lễ vật chính như hương, hoa, vàng mã, nước, rượu nếp, các loại trái cây như mận hay vải. Ngoài ra với các vùng thì có thể thay đổi về đặc sản vùng miền đó. Ví dụ, như mâm cúng của người miền Bắc thì không thể thiếu bánh cho và rượu nếp, thường gồm cả nếp cẩm và nếp cái hoa vàng. Còn tại miền Trung, mâm cúng Tết Đoan Ngọ sẽ không trọn vẹn nếu như thiếu đi hai món đặc trưng là chè kê và thịt vịt. Theo quan niệm, thịt vịt có tính mát, ăn vào sẽ mát cả năm và đây cũng được cho là món ăn có khả năng bổ máu, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Cuối cùng, mâm cúng của người dân miền Nam có thêm bánh ú bá trạng, loại bánh tương tự bánh cho nhưng to hơn một chút và chè trôi nước. Bên cạnh ý nghĩa tiêu diệt sâu bọ phá hoại mùa màng và giải trừ bệnh tật trong thời điểm giao mùa, ngày Tết Đoan Ngọ còn là dịp để mọi người trong gia đình quây quần, thưởng thức những món ăn ngon và đặc trưng. Vào ngày này, cả nhà nhộn nhịp hơn khi dậy sớm chuẩn bị lễ vật cúng tổ tiên, thần linh. Trẻ được bố mẹ cho ăn cơm nếp cùng hoa quả khi mới ngủ dậy để diệt sâu bọ trong người nên vô cùng hứng thú. Bên cạnh đó, vào ngày này, mọi người còn dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, cầu mong sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Những lời chúc sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta sống vui vẻ và thoải mái hơn. Mỗi một dịp lễ Tết quan trọng của Việt Nam đều gắn với những nét đặc trưng truyền thống. Các bạn nhỏ hãy ghi nhớ những điểm đặc biệt này nhé! Lời kết, OneSpace kính chúc ba mẹ và các bạn nhỏ có một ngày Tết Đoan Ngọ thật vui vẻ, an lành và đầm ấm bên những người thân yêu.